là nó nói nhiều vấn đề lắm, và những cái vấn đề nó cũng liên quan đến những cái điều ông Bầu Kiên nói ra trong cái cuộc họp tổng kết mùa giải. Và cụ những cái cụ thể hơn thì đấy, như chúng ta đã nói là một cái cúp VFF là không nên tổ chức vào thời điểm đó, rất là mất sức và phơi bày tất cả. Để rồi hôm nay người hài hết nhất là ông Stefan Hansson thua đậm ở Mỹ Đình nhưng mà hòa được vòng bảng trong thế mất người, và bây giờ là thắng đậm đội Việt Nam ở trận giải ba và đến lượt Việt Nam lại mất thêm người. Đấy thì Hansson chắc chắn là đang rất là hả hê. Thế rồi trong cái quá trình chuẩn bị là chúng ta cứ tự huyễn hoặc mình, không có ngôi sao nhưng mà vẫn cứ nói rằng là không ngôi sao nhưng mà đây là một tập thể đầy khát vọng, tức là không có ai là ông sao cả và tất cả sẽ đá vì toàn đội. Vẫn cứ huyễn hoặc chuyện đấy. Rồi không có tiền đạo thì lại ví von với Barcelona rằng là Barcelona cũng có đá tiền đạo cắm thực sự đâu. Đấy thì kể cả phóng viên và với cụ thể vấn đề này thì tôi nghĩ lỗi rất nặng nằm ở rất nhiều một số phóng viên là đã đẩy đội tuyển lên một cách quá mức, và tôi biết là có những trường hợp là có những dụng ý đẩy lên để mà có những cái vụ chuyển nhượng hậu SEA Games. Chúng ta biết là sau SEA Games hoặc là sau AFF Cup thì một số cầu thủ giá chuyển nhượng tăng vọt và một số người sẽ hưởng lợi từ cái sự đội giá lên như thế. Đấy, nói thẳng là thế, và đã có một cái sự đẩy một số cầu thủ lên quá mức chẳng ngay trong quá trình những cái ngày tập trung đầu tiên của đội để mà đạt được cái mục đích của cá nhân. Thì tôi nghĩ đấy là một cái việc rất là đáng phê phán ở một số người cầm bút. Chúng ta làm việc như thế là không có trách nhiệm, và rõ ràng là đấy thì nó rất nhiều nguyên nhân, và nguyên nhân nằm ở rất nhiều đối tượng trong xã hội chứ cũng không phải là riêng liên đoàn. Thậm chí với những người hâm mộ thì cũng tự gieo vào mình những cái ảo tưởng nữa đấy, theo cái kiểu là lần sau sẽ tốt hơn lần trước, rồi Việt Nam thì luôn luôn có những điều xuất thần, rồi là trước chảo lửa Gerora Bungano chưa bao giờ chúng ta thua thì lần này cũng không thua, tức là rất là mông lung trong cái chuyện này. Vâng, có thể nói là ngày hôm nay thì không chỉ riêng huấn luyện viên Stefan Hansson của đội tuyển Myanmar vui mừng, mà có lẽ hiếm có một trận đấu nào mà các khán giả Việt Nam sau khi nhìn thấy đối thủ ghi bàn vào lưới của đội nhà mà lại sung sướng và vỗ tay to đến như vậy. Tôi nghĩ là ngày hôm nay là một trận đấu hay của đội tuyển Myanmar, nhưng cũng phải nói đội tuyển của chúng ta đã thi đấu rất là kém và cần phải thay đổi để thậm chí còn không mất đi những người hâm mộ mà lâu nay vẫn luôn ủng hộ đội tuyển nữa. Và đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc cái phần ở điểm cầu Palembang. Xin nhường lời lại cho anh Hồ Hiệp và đội Hà Nội. Vâng, những ý kiến rất thật từ đầu cầu Palembang, trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam với đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 26 đã khép lại, và chúng ta đã dùng quá nhiều từ và rất khó để có thể miêu tả chính xác những gì đã diễn ra. Và có lẽ trong từ ngữ Việt Nam, mặc dù ngôn ngữ rất phong phú, nhưng thất bại vừa rồi quả là một thất bại rất đáng nhớ trong lịch sử của bóng đá Việt Nam, sân chơi của U23 và chúng ta đã thất bại. Thưa ông Vũ Mạnh Hải, ông chia sẻ như thế nào với những ý kiến mà chúng ta vừa lắng nghe? Ông đồng ý hay có những quan điểm nào khác, hay có những ý kiến nào trái chiều? Tôi nghĩ rằng là tôi có những cái quan điểm khác. Ví dụ như là nói là đội chúng ta là không có thực lực là không đúng. Tôi nghĩ là đội chúng ta là đội bóng có thực lực. Và cái chúng ta nhìn các cầu thủ U23 đá ở VFF Cup là chúng ta thấy rõ điều đó. Nhưng mà vấn đề là chúng ta đã chọn ngầm nhầm thuyền trưởng. Cái đấy là vấn đề quan trọng nhất. Và vấn đề thứ hai, ở trong cái kỳ DC Game này, tôi có cảm giác như là công tác tổ chức của chúng ta có vấn đề. Cho nên các cầu thủ có vấn đề về tư tưởng. Mà đặc biệt cái người ta nói rằng là trong bóng đá thì nó có những cái sự bất ngờ xảy ra. Ví dụ có 3 mét có thể đá ra ngoài. Nhưng mà thường là người ta đá vào trong. Thế nhưng mà có những cái trận đấu nó khó hiểu như trận đấu ở đội tuyển Lào. 4 cầu thủ hậu vệ răng ra để một mình một cầu thủ của Lào xuống ghi bàn. Và sau đó là chơi với một cái thái độ nó rất là khó hiểu. Thế thì tôi nghĩ những cái trận đấu như vậy, và những cái trận đấu như hôm nay, cái trận đấu nó bạc nhược về tinh thần như vậy, nó không thể hiện nên một cái tinh thần chiến đấu của một cái cầu thủ, của một vận động viên. Gọi là tôi nói là vận động viên fair play thôi, chứ tôi chưa nói là tư tưởng rồi các thứ khác. Thì hiện nay chúng ta không có. Và như vậy là trong cái dàn cầu thủ chúng ta ấy, có những cầu thủ rất tốt, chiến đấu hết mình. Ví dụ như là Thành Lương, ví dụ như Văn Thắng. Tôi cho là những cầu thủ đấy chiến đấu hết mình, nhưng cũng có những cầu thủ mà chơi không hết mình. Thì phải chăng là đội chúng ta là không có sự đồng đều về tư tưởng, không có sự nhất quán về hành động. Và cái đấy là cái nỗi lo. Và cái việc này tôi nghĩ là cần phải mổ xẻ cho đến nơi đến chốn. Chúng ta không có, khi không có chứng cứ cụ thể thì chúng ta không nên nói là các cầu thủ có vấn đề tiêu cực. Ví dụ như kèo chấp sâu thế ư của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu tôi rất là quý mến. Thế nhưng thực ra mà nói, tất cả mọi người ta đều có quyền nghi vấn những vấn đề đó. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đã từng là cầu thủ thì tôi nghĩ rằng là khi không có chứng cứ cụ thể thì không nói. Thế nhưng mà tất cả những diễn biến về tư tưởng
thì cần phải chú ý và chúng ta cần phải sốc lại tinh thần. Bởi vì xét cho cùng, cầu thủ cũng chỉ như là một người lính trên chiến trận thôi. Vấn đề quan trọng nhất là ở lãnh đạo chỉ huy. Họ đặt ra cái định hướng như thế nào và họ dẫn dắt các cầu thủ trong cái chiến dịch SEA Games này như thế nào thì vấn đề ở những người lớn hơn. Phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hỷ tôi không đồng ý. Nói là Thái Lan sa sút là ông Hỷ không hiểu bóng đá Thái Lan. Bóng đá Thái Lan người ta đang hướng tới Olympic và những cái giải châu lục. Người ta bỏ cái SEA Games rồi. Cái đội tuyển U23 người ta chỉ có là cái SEA Games người ta chỉ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ là rèn luyện thôi, cho nên là tập trung hết vào đội tuyển Olympic đá, mặc dù họ thua, họ không vào được sâu, nhưng mà người ta tập trung cho đội tuyển Olympic và họ tập trung cái sân chơi lớn hơn, họ không coi trọng cái SEA Games này nữa. Cho nên là Thái Lan trong cái giải này và giải trước chúng ta nhìn thấy là họ chơi không tốt. Nhưng nếu nói là đội tuyển Thái Lan vẫn có một cái trình độ cao khu vực thì đó là điều hiển nhiên. Thì chúng ta tại sao chúng ta không làm được như vậy? Trình độ chúng ta ở đâu? Thì cái đấy mới là quan trọng. Thì tôi nghĩ là chúng ta đang khao khát cái huy chương vàng SEA Games, thành thì chúng ta đặt vấn đề như vậy và đã tạo nên một gánh nặng không cần thiết cho đội tuyển trẻ. Vâng. Chúng ta cũng đã nghe những ý kiến của anh Huy về xã hội rất phức tạp vào thời điểm hiện tại. Nó tác động đến các cầu thủ. Ví dụ như thời ông thì nó đơn giản hơn nhiều. Thi đấu về những mục tiêu rất trong sáng, được sự động viên của mọi người. Thi đấu vì cả nước, vì nhân dân. Bây giờ chúng ta đang sống trong một xã hội rất phức tạp. Và như anh Huy cũng đã phân tích, ông có nghĩ rằng đó cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến từng cá nhân, và từng cá nhân đó thi không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển? Tôi nghĩ là cái anh Huy nói rất đúng. Và các nhà báo rất là nhạy bén trong những vấn đề này. Cầu thủ chúng ta bây giờ là nó đi vào thực dụng. Tức là phải nói là cũng có những cái bài báo, cũng có những cái âm mưu để đẩy giá cầu thủ lên để trong cái dịp SEA Games này để mà có lợi cho thị trường chuyển nhượng. Và tôi biết rằng là trong các câu lạc bộ ấy, một khi cầu thủ này chuyển nhượng sang đội này đội khác hoặc là đẩy giá lên thì tất cả những người gọi là cò chấm nháy nháy đều có phần trăm hết. Thì cái việc đó là việc đương nhiên. Thì tôi nghĩ là cái việc đấy hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên đấy nó cũng là một yếu tố, một cái vấn đề nó đặt ra trong cái việc quản lý cầu thủ của đội tuyển của chúng ta hiện nay. Chúng ta hãy nhìn xa hơn một chút, ví dụ như ở Đức chẳng hạn, cái nơi của nhà cầm quân của ông Wurt đấy. Tại sao đội tuyển luôn luôn là nỗi khát khao của các cầu thủ? Và đội tuyển bóng đá Đức vừa rồi ở vòng loại Euro, họ chơi 10 trận họ đánh cả 10. Và các cầu thủ đều khao khát tham gia đội tuyển. Tôi nghĩ đấy là một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu và học tập họ như thế nào. Ở Việt Nam chúng ta thì rõ ràng là hiện nay nó có một cái trào lưu hết sức thực dụng trong cái vấn đề là các cầu thủ bóng đá. Mà ở cái thời điểm của tôi, chúng tôi không có. Thế nhưng mà thời chúng tôi xa xôi rồi, chúng tôi không muốn nói. Thế nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại, rõ ràng công tác quản lý và cái công tác điều hành của chúng ta về cái vấn đề chuyển nhượng cầu thủ, vấn đề các câu lạc bộ, tại sao chúng ta tiêu tiền nhiều thế nhưng thành tích chúng ta kém, là rõ ràng là vấn đề đấy cần được và được quan tâm. Tôi cho là tất cả những cái vấn đề, ví dụ như việc ông Kiên đứng ra thành lập một cái VPF mà liên đoàn buộc phải làm theo và bộ cũng đã đồng ý. Rồi bây giờ vấn đề của đội tuyển U23 chúng ta thua một cách gọi là lấm lưng, gọi là trắng bụng như thế này, tôi nghĩ là một cái điều đấy cũng là để cho các cấp cao nhìn lại vấn đề tổ chức của VFF. Tôi nghĩ là đã đến lúc mà nền bóng đá Việt Nam tiến theo hướng chuyên nghiệp thì không nên để những người nghiệp dư lãnh đạo những người chuyên nghiệp nữa rồi. Chúng ta cần phải có một cái cơ chế nào thích hợp để cho những người hoàn toàn chuyên nghiệp, những người yêu bóng đá, hiểu bóng đá, người ta làm việc và kết hợp cùng với các doanh nghiệp để tạo nên một cái sân chơi, một cái sự phát triển bóng đá mới. Bởi vì bóng đá tất nhiên nó gắn liền với tiền và nó gắn liền với các doanh nghiệp. Và cái điều đấy là cái điều đã được chứng minh. Cho nên tôi nghĩ là trước hết là rõ ràng là những cái thua như thế này là chúng ta cần phải có một cái gì đó là mạnh mẽ hơn để mà thay đổi. Chứ nếu mà không có tiếp tục chúng ta như thế này thì tôi nghĩ là lại tiếp tục nó lại cũng không vươn lên được. Bóng đá Việt Nam vẫn không phát triển được. Nó chỉ tăng thế này thôi. Đó là những phản ứng rất nhanh của ông Vũ Mạnh Hải sau khi trận thua của chúng ta trước Myanmar trong ngày hôm nay. Chúng ta đã thua với tỷ số là 1-4. Thưa ông, đã từng là tổng biên tập của một tờ báo bóng đá. Chắc chắn là vào ngày mai thì các báo sẽ đưa ra những nhận định. Có rất nhiều bài viết, những bài viết rất tiêu cực về đội tuyển Việt Nam. Nhưng theo ông thì vào thời điểm này nên có những bài viết như thế nào để giúp ích cho bóng đá Việt Nam? Tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải nhận định đúng và hết sức khách quan về vấn đề chuyên môn của đội tuyển Việt Nam chúng ta, thắng thua, vấn đề từ huấn luyện, từ cái chiến dịch, từ cái chiến thuật, rồi từ cái lối chơi. Cái đấy là cái vấn đề phân tích rất sâu mà cái đấy là những cái báo chuyên ngành về thể thao, ví dụ báo bóng đá cần phải đi sâu, đi sát và chúng ta phải làm cho nó rõ cái việc đấy. Nhưng vấn đề khác ấy là rất cần có một cái hướng để chúng ta tiếp tục chúng ta
khắc phục cái thất bại này như thế nào, để chúng ta tiếp tục xây dựng cái đường hướng như thế nào, để chúng ta tiến tới một cái sự phát triển nó mạnh mẽ, nhưng nó phải có cái lớp lang, nó phải có một cái định hướng cụ thể. Thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều cần thiết. Bởi vì bây giờ nếu mà chúng ta nói chỉ trích người này người khác, hoặc là có nói chuyện về chỉ trích ông Word, hoặc là cầu thủ này cầu thủ kia đã sai lầm các thứ, thì cái điều đó là nó đã qua rồi mà mọi người đều biết. Vấn đề là cái hướng đi như thế nào và ai là những con người làm cái việc đấy trong bóng đá Việt Nam sắp tới, thì tôi cho đó mới là điều quan trọng. Vâng, và đó là những lời nói cuối cùng của ông trong chương trình bình luận SEA Games 26 môn bóng đá. Thì chúng ta đã trải qua những trận đấu rất thất vọng, thưa ông Vũ Mạnh Hà. Nhưng dù sao, cũng rất cảm ơn ông đến đây và chia sẻ những ý kiến rất thẳng thắn và nói thật về bóng đá Việt Nam, về những người làm bóng đá Việt Nam. Chúng ta cũng cần có những người như nhà báo Vũ Mạnh Hà, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Thể Công. Cảm ơn ông đã đến đây và tham dự chương trình ngày hôm nay. Những giọng nói rất trầm của những người tham gia vào những chương trình bình luận SEA Games 26 môn bóng đá, vì đó là một điều dễ hiểu được, nó tạo ra từ những trận đấu của bóng đá Việt Nam. Nhưng như những vị khách mời ở đầu cầu Palembang của chúng tôi đã nói, SEA Games không chỉ có bóng đá, nó còn có rất nhiều môn thể thao khác mà chúng ta đã tạo ra rất nhiều bất ngờ. Và hãy nhớ, đã có rất nhiều niềm vui, rất nhiều chương trình mà chúng ta ca ngợi những vận động viên, những niềm hy vọng của chúng ta đã mang lại thành công, và trong đó có rất nhiều bất ngờ. Và hy vọng những chiếc huy chương vàng sẽ tiếp tục đến với đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng mà chúng ta có thể giành được những chiếc huy chương vàng Busan nữ, rất khó. Chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại trong chương trình toàn cảnh SEA Games 26 vào lúc 22 giờ ngày hôm nay.